Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình PHP và MySQL tại khoa phạm.vn. Tôi là Tuấn. Ở video trước, tôi đã hướng dẫn các bạn một số cách thao tác dữ liệu trên database như là update, insert, delete. Ở video này, tôi sẽ củng cố thêm cho các bạn một số cách chứ chúng ta có thể select hoặc insert nhiều dòng hoặc là đếm số dòng trong một bảng. Rồi, chúng ta bắt đầu. Tôi sẽ tạo một cặp PHP. Bây giờ tôi sẽ thử select ra SQL select sao from sinh viên làm biến gray để thực hiện reband á. Gray can repair. Tiếp tục, tôi sẽ tiến hành thực hiện câu chữ vấn bằng lệnh is good. Is good. Được chưa nào? Để đổi dữ liệu ra, tôi sẽ tạo vòng lặp. Các bạn cũng thấy là ở trên đây tôi cũng đã làm một cái bài tương tự. Ở đây tôi dùng factor shop, nhưng ở đây tôi sẽ dùng một cái cách khác ha, các bạn xem thử ha. Draw boundary fact video fact object ha. Bedo fact object. Vậy nó khác gì so với thằng fact shop? Nó chỉ khác cách gọi ra thôi ha, nó chỉ khác cách gọi. Ví dụ tôi gọi ra echo grow. Ở trên là chúng ta dùng dấu ngoặc vuông để chứa cái giá trị cần gọi ra. Còn dưới đây tôi cần chọn đến cái tên, ví dụ họ tên. Chứ nào? Tôi tạo một cái HR để cho bạn thấy. Rồi, tôi chạy thử localhost BSP video. Đây, nó xuất hiện một số báo lỗi ở dòng 76 và dòng 77. Chúng ta xem lại ha. 76 77. Các bạn thấy là chúng ta thiếu một cái biến SQL trong repair. Sau đó, quay trở lại thử. Đây, nó đã đổi chúng ta đầy đủ những cái tên. Tôi sẽ dùng có thể br để gắt xuống dòng. Nói với br. Rồi, các bạn thấy hai cái bảng này hoàn toàn giống nhau ha. Vậy cách thứ hai này nó chỉ khác cách gọi ra thôi ha. Và nó thường thường giống cái cách hướng đối tượng object giống hướng đối tượng ha. Đây là cách hai của chúng ta. Còn đây là cách thứ nhất, cách mà thường dùng trong MySQL. Còn đây là cách thường dùng trong cách hướng đối tượng OOP ha. Tiếp tục, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách để insert khi có nhiều tham số trong insert. Ví dụ tôi sẽ tạo cái biến nam là Tèo Tí Tuấn như nào. Tiếp tục tôi sẽ tạo email bằng Tèo Tí Tuấn a@gmail.com và tôi sẽ tạo biến phone là 113. Rồi, sau đó tôi sẽ tạo một cái câu lệnh SQL. Insert thì đơn giản ha, cũng bình thường. Insert intro các bạn sinh viên với giá trị nào values. Tôi cần insert vào cái cột họ tên, cột email
và cột phone. Và các anh chị nó giống đi theo sau. Name, email và phone. Được chưa nào? Tiếp tục, các bạn phải luôn luôn nhớ là khi chúng ta insert chúng ta phải repair để tránh những cái lỗi SQL injection, cái lỗi như là sử dụng escape string này nọ ha. Rồi, để kiểm tra chúng ta dùng vẫn dùng create tạo cái biến create, sau đó gọi cái hàm repair. Được chưa nào? Repair câu SQL. Sau đó chúng ta kiểm tra giá trị rồi biến bar. Với cái giá trị như sau: nam của cái biến nam, và đây là kiểu chuỗi nên tôi sẽ dùng BDO BDO param là str string ha. Rồi, tiếp tục tôi sẽ copy xuống b thay thế bằng mail mail phone phone. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục phone ở đây là kiểu số nên tôi sẽ lại thành in. Rồi, để thực hiện cái chi phấn chúng ta dùng lệnh scale. Rồi xong, bây giờ tôi sẽ thử chạy nè, thử chạy. Khi mà chạy thành công thì nó sẽ thêm vào một cột tèo tiếp tục vào database ha. Chạy. Rồi, nó thông báo BDO statement execute dòng 94 và cái bar RAM này không có tồn tại. Được chưa? Tôi sẽ kiểm tra lại. Phone, phone. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra lại. À, ở đây tôi nhầm ha. Lại mail với email sao lại nó chạy lại thử. Rồi ok, vậy là chúng ta đã thêm vào được. Cho sẽ kiểm tra database localhost switch bsb admin. Rồi BDO bảng sinh viên. Rồi kết thúc, các bạn thấy là chúng ta vừa thêm được một cái tiểu tiết tổ nữa từ 41 ha. Bây giờ tôi enter lần nữa, enter rồi kiểm tra lại 42 tèo tiết tổn rồi chưa nào. Đó là cách chúng ta thêm một dòng với nhiều giá trị. Rồi tiếp tục insert, nó có một cách thêm nữa cũng rất là hay ha. Bạn xem nè, cộng cặp biến b. Ở đây tôi sẽ viết một chữ vân SQL insert intro bản sinh viên values. Rồi ở đây tôi sẽ thêm vào ba cột họ tên, email, phone và ba giá trị. Tôi sẽ để là 3 chấm hỏi, 1 chấm hỏi nè, 2 chấm hỏi và 3 chấm hỏi. Tiếp tục, chúng ta thực hiện repair của chữ vấn con repair. Repair câu SQL. Sau đó, tôi tạo một biến SQL cái mảng array. Cái mảng array này sẽ chứa những giá trị mà chúng ta cần thêm vào. Ví dụ tôi sẽ tạo cái biến thứ nhất đậu với cái email là
gmail.com. Và cái số phone tôi sẽ để là 114. Rồi, sau khi chúng ta đã thêm các giá trị vào rồi, chúng ta sẽ tiến hành thực hiện của chi vân. Thực hiện chi vân, tôi sẽ dùng query SQL cái câu SQL này. Các bạn xem ha. Tôi trước khi chạy sẽ tắt thì đi. Được chưa nào? Vậy khi chạy cái đoạn này, nó sẽ thêm một cái dòng dữ liệu là đậu với cái email là đậu@gmail.com, số điện thoại là 114 ha. Để thử. Rồi. Kiểm tra lại database. Đậu@gmail.com với phone là 114. Vậy là chúng ta đã qua bài này, chúng ta đã thấy chúng ta có hai cách để thêm dữ liệu. Các bạn có thể chọn một trong hai cách đều được ha. Rồi. Tôi thích cách này hơn, cách này giúp chúng ta bảo mật hơn nhiều so với cách này. Tiếp tục, tôi sẽ hướng dẫn các bạn đếm số dòng cho một bảng. Chưa nào? Để đếm số dòng cho một bảng, chúng ta dùng câu lệnh SQL select count sao from sinh viên. Chưa nào? Sau đó để trước khi chạy của chữ vấn, tôi sẽ repair luôn. Và luôn nhau phải repair ha. Repair của chữ vấn trước. Repair của chữ vấn SQL. Được chưa nào? Tiếp tục, tôi thực hiện của chữ vấn tổng biến resource. Thực hiện của chữ vấn create SQL. Tôi sẽ dùng cái hàm để đếm các dòng nó ra. Count bằng refresh column. Những cái hàm này nó trong BDO nên là khi bấm ra các bạn sẽ không thấy nó hiện ra trong cái màn hình chúng ta. Tôi phải tự gõ ha. Refresh column. Đó, tôi sẽ echo tổng số dòng trong bảng sinh viên là 200. Sau đó tôi sẽ nói biến count. Sao lại? Chạy thử nè. Trước khi chạy tôi sẽ tạo cái biến tổng cái hr đi. Cái hr cho các bạn nghe qua bạn dễ thấy. Rồi kéo xuống. Đây, nó sẽ trả về 22 dòng. Sẽ đếm thử lại có đúng không ha. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 dòng ha. Vậy là kết quả trả đúng cho chúng ta. Rồi, vậy là tôi đã kết thúc xong, hoàn thành xong cái phần video. Qua bài này các bạn có thể tập sử dụng, viết một project sử dụng toàn bộ bằng video. Thì lợi ích của nó là tôi đã nói rồi, nó giúp chúng ta BDO xử lý nhanh hơn, MySQL rất là nhiều lần. Đặc biệt là BDO nó sẽ giúp chúng ta bảo mật hơn, tránh những cái lỗi SQL injection. Tại vì BDO đã viết, nó tạo thành những cái lát, những cái thư viện có sẵn, nên là việc bảo mật sẽ nâng cao hơn. Rồi, tiếp theo ở video sau tôi sẽ qua một phần mới hơn. Tôi sẽ nói về string. Rồi, chúng ta kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.